Những điều kỳ lạ xảy ra với cơ thể người trong vũ trụ. Nay chúng tôi sẽ kể cho các bạn những gì có thể và đã xảy ra với cơ thể con người khi ở trong vũ trụ. Do khác biệt giữa môi trường vũ trụ và trái đất, cơ thể người sẽ trải qua một số thay đổi. 1. Rụng móng tay. Trạm vũ trụ quốc tế ISS và nhiều trạm khác cũng như tàu vũ trụ được điều áp nhân tạo để phi hành gia có thể hít thở và không chết trong chân không vũ trụ. Khi phi hành gia đi bộ không gian, bộ đồ vũ trụ của họ cũng được điều áp để đảm bảo họ an toàn và khỏe mạnh. Tuy nhiên, phi hành gia thường gặp một số thương tích, trong đó có ly móng, onychisi, tình trạng phần phiến móng bên trên bị tách ra khỏi giường móng bên dưới. Theo NASA, thương tích ở tay rất phổ biến với phi hành gia tập huấn cho hoạt động ngoài không gian. Khi găng tay được điều áp, chúng hạn chế chuyển động và tạo ra những điểm nén trong suốt nhiệm vụ, đôi khi dẫn tới đau đớn, mỏi cơ, rầy da và tình trạng nặng hơn như ly móng. 2. Hiện tượng trông thấy chớp sáng. Trong chương trình Apollo, nhiều phi hành gia báo cáo trông thấy chớp sáng bí ẩn. Kết quả khảo sát 59 phi hành gia cho thấy 47 người trông thấy chớp sáng trong chuyến bay, hầu hết trước lúc đi ngủ. Theo nghiên cứu, chớp sáng chủ yếu có màu trắng và hình dạng kéo dài, thường đi kèm cảm giác về chuyển động. Chớp sáng này được cho là kết quả do tia vũ trụ truyền qua nhãn cầu của phi hành gia, dù giới nghiên cứu vẫn chưa rõ cơ chế chính xác. Một số chớp sáng có thể gây ra bởi tương tác ion hóa trực tiếp của tia vũ trụ với võng mạc. Tiếp theo, theo phi hành gia Scott Kelly, bàn chân cũng bị ảnh hưởng, bởi do không thường xuyên đi lại xung quanh, bàn chân được nghỉ ngơi nhưng mặt trái là những nốt chai sần sẽ biến mất, nhưng phần mặt trên bàn chân của chúng tôi sần sùi như da cá sấu bởi chúng tôi dùng chỗ đó để đi lại quanh trạm vũ trụ bằng thanh trượt, không chỉ ảnh hưởng đến chân, các phi hành gia cũng bị ảnh hưởng khuôn mặt khi ở trong vũ trụ. Lý giải điều này rằng khi ở trên trái đất, trọng lực khiến phần lớn chất lỏng trong cơ thể phân bố bên dưới tim. Ngược lại, môi trường ít lực hấp dẫn hơn trong vũ trụ cho phép chất lỏng cơ thể phân tán đều hơn. Khi phi hành gia bay vào vũ trụ lần đầu tiên, họ sẽ cảm thấy như thể bị cảm lạnh và gương mặt sưng phù, nhưng may mắn là tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày. Cuối cùng, vấn đề đáng lo nhất chính là tình trạng loãng xương và teo cơ. Sinh sống trên trạm ISS trong thời gian dài có thể khiến cơ thể giảm khối lượng cơ và mô xương bởi cơ xương không cần chống đỡ trọng lượng trong môi trường vi trọng lực. Để giảm bớt ảnh hưởng và duy trì khả năng đi lại khi trở về trái đất, phi hành gia phải luyện tập thường xuyên như sử dụng máy chạy bộ. Sau khi quay lại trái đất, họ cần phải tập gym trong một thời gian để lấy lại khối lượng cơ đã mất và tình trạng thể chất trước đây. Và với các lý do đã được kể ra, chúng ta hiểu được để làm phi hành gia đòi hỏi cả trí tuệ, thể chất và tinh thần dũng cảm gan dạ, dám đương đầu với rủi ro, nguy hiểm ở mức cao nhất. Và việc phi hành gia có mức lương cao như trên trời không có gì là lạ.